Bác nhá, hôm nay em có một cái nắp vệ sinh, cái này em thanh lý các bác nhá. Bác nào nhu cầu mua thì alo cho em. Đó. Con này thì nó bị tình trạng nói chung là nó không có giờ mốt. Đó. Không có giờ mốt các bác nhá. Thì chỗ này vẫn chuyển về nó bị va chạm mà nhăn nhăn chỗ này. Để bác lấy dao cạo nhẵn đi. Đấy. Nó vẫn còn cái chức năng sưởi ấm vành với nhá. À, vẫn còn chức năng sưởi ấm vành, vẫn còn chức năng đun nước nóng. Đấy. Cái này thì bấm nó vẫn tụt tụt ra tụt vào được nhưng mà nó không có ra nước, đúng không? Tình trạng hiện tại nó không có ra nước đấy, các bạn thấy đó, nó chỉ chảy chảy như thế kia thôi, nghĩa là bơm của nó chắc nó bị hư rồi. Còn sưởi ấm bành vẫn ok nhá, nước nóng thì vẫn ok đấy. Còn như em bán là giống như là một cái để ngồi không thôi đấy. Nó không có đế các bác nhá, không có đế đấy. Thì bác về các bác chế cho nó cái đế mình để làm cái ngồi như thế này cũng được nhá. Đấy, ngồi cũng ok chắc chắn đấy. Ở dưới mình chế cho nó cái đế đấy, à. Đấy. Anh nghĩ mấy trăm ngàn thôi các bác nhá, lên điện lên điếc ok đấy. Hoặc như ngoài mùa đông các bác bỏ lên là cái thứ nhất là cái để đậy lắp bồn cầu này. Đấy, để ngồi đấy nó cũng ok rồi đấy, chắc chắn hơn nhiều so với những cái các bác mua ngoài thị trường đấy, nhá. Đấy. Thứ hai nữa là bác nào cắm điện để sưởi ấm vành mùa đông thì cắm đấy, nếu mà không cần chức năng rửa giấy đấy kiểu như thế. Đó. Ok các bác nhá, cái này em thanh lý các bác giá nó là 900 ngàn các bác nhá. Đấy, điện đóm ok đấy, tình trạng bơm nó hư như thế. Bác nào có nhu cầu mua thì cứ alo cho em các bác nhá, không có giờ mốt nó không có. Đó. Thank you các bác. Hàng bãi về nó có cái nọ có cái kia, có cái có giờ mốt có cái về nó có nhưng mà người ta không có về theo được. Đấy. 900 ngàn các bác ạ. À. Dây cấp nước em cũng có đầy đủ cho các bác luôn. Đấy. Thank you các bác. À.